Liên quan đến sự cố sản khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khiến hai sản phụ tử vong, một sản phụ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sáng 21 tháng 11 năm 2019, có mặt tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này. Đối với một sự cố y khoa xảy ra, đặc biệt là sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra như ở tại Bệnh viện Phụ nữ của Đà Nẵng, thì cần phải phân tích rất nhiều yếu tố, trong đó có kể về sự an toàn của người bệnh, các thuốc đã được sử dụng, quy trình đã được sử dụng, kỹ thuật, thủ thuật đã được sử dụng và các cái phản ứng sau khi mà có tai biến xảy ra. Cho nên là hiện giờ thì chưa có những cái kết luận rõ ràng. Tuy nhiên là cũng có một số yếu tố nghi ngờ là thuốc gây tê, nhưng mà chưa có những cái kết luận rõ ràng. Đối với cả cái loại thuốc này thì mình cần phải phân tích về độ an toàn, tức là có bị có độc chất trong nó không, có nhiễm trùng hay không, và đặc biệt là có những cái tạp chất trong đó hay không. Thì Sở Y tế Đà Nẵng đã niêm phong 120 lọ còn lại và đã gửi ra ngoài Viện Kiểm nghiệm Trung ương. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm sẽ làm các cái xét nghiệm mà sớm có kết quả nhất để phục vụ cho công tác hoạt động của hội đồng chuyên môn đánh giá về nguyên nhân tử vong các trường hợp này. Bộ Y tế có một cái hệ thống đánh giá về tác ra phản ứng có hại của thuốc, và nhiệm vụ của các đơn vị y tế, cơ sở y tế là khi có các phản ứng hóa hại của thuốc thì sẽ phải gửi các báo cáo về trung tâm. Trung tâm sẽ dựa trên những cái dữ liệu đó để đánh giá và có những khuyến cáo phù hợp. Cho đến bây giờ thì cái tỷ lệ xài cái thuốc Nuvicavir này nó cũng chưa phải, nó ở cái số lượng lớn và cũng không phải là toàn bộ. Một số bệnh viện lớn như bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Sản C, bệnh viện Hùng Vương tại Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng rất sử dụng rất tốt. Thế chúng tôi cũng nghĩ là nếu mà chỉ quy kết cho thuốc thì chúng ta cũng phải có chờ những có chứng cứ khoa học. Đánh giá về độ an toàn của thuốc thì là khoảng một tuần. Còn đánh giá về tạp chất thì hiện giờ là viện đang yêu cầu cái công ty cung cấp cái chất chuẩn. Dựa trên cái chất chuẩn đó thì mình mới biết là nó có tạp chất hay không. Thì cái nhiệm vụ đó sớm nhất là có lẽ cũng phải 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Đối với một loại thuốc mà xảy ra những cái phản ứng có hại này, thì có thể đó là phản ứng dị ứng, mà nặng nhất là phản vệ. Phản ứng thứ hai là ngộ độc thuốc. Và loại thứ ba là thuốc không an toàn. Thứ tư là cách sử dụng cái thuốc đó không đúng quy trình, không đúng kỹ thuật. Thành ra bây giờ mà nói là quy kết cho một yếu tố nào trong đó thì tôi nghĩ là chắc cũng phải phân tích trên hồ sơ bệnh án, cả hội đồng chuyên môn và phải có những cái chuyên gia đầu ngành trong mọi nước tham gia vào. Và chúng tôi cũng hy vọng sẽ gửi cho báo giới những cái kết luận sớm nhất. Theo quyết định của Sở Y tế, tại vì Sở Y tế là đơn vị quản lý bệnh viện, thì quyết định của Sở Y tế cho đến bây giờ là đã niêm phong, đóng cửa các phòng mổ, chờ đến khi có kết luận. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20 tháng 11 năm 2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chính thức thông tin về sự cố sản khoa liên tiếp xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng sau khi thanh kiểm tra tại bệnh viện này. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 10 đến 17 tháng 11, cả 3 sản phụ đến sinh tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đều bị biến chứng rất nhanh sau khi được gây tê, dù biểu hiện của họ khi nhập viện trước đó hoàn toàn bình thường. Cả 3 sản phụ đều được chuyển viện cấp cứu trong chế độ báo động đỏ liên viện tại các bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Nhưng 2 người trong số họ đã tử vong, người còn lại hiện đang được tiếp tục điều trị.